Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã tạo mọi điều kiện để đón công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, đồng thời hướng dẫn cách ly theo đúng quy định. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận thực tế của phóng viên VTC tại một điểm chốt đón người dân ở tỉnh Kiên Giang. Địa phương đã đón hơn 10.000 người lao động trở về quê kể từ khi nới lỏng giãn cách xã hội. 1 giờ sáng tại một điểm chốt ở huyện Gò Quao, giáp danh giữa Hậu Giang và Kiên Giang. Dòng người lao động, trong đó có cả trẻ em tiếp tục đổ về. Tại nơi này, để về được nhà, họ phải khai báo y tế và tiến hành test nhanh COVID-19 một lần nữa. Sau đó, người của xã nào sẽ được lực lượng của xã đó đưa về tận nhà để cách ly theo quy định. Thời gian làm việc của bác sĩ Thành cũng như các lực lượng khác ở những điểm chốt như thế này là bất kể ngày đêm. Công việc thì hiện tại áp lực hơn rất là nhiều lần so với bình thường. Nói chung là công việc thì không kể ngày đêm. Mình thức từ giờ, hiện tại cái tour của mình là mình thức khoảng 4 tiếng. Mình thức từ 12 giờ tới 4 giờ sáng. Mình đã phải cố gắng hết sức vì cái nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành y tế của mình. Mà chỉ là một phần nhỏ thôi, góp một phần sức cho đồng bào để về quê. Nhân viên địa phương cũng có tổ chức là phân ca các đoàn thể rồi các ngành để tiếp đón bà con chu đáo, tức là phân ca ra để mà từng đêm á là về đón dân ở địa phương để mà có cái mình cách ly cho nó đúng theo quy định. Từ những điểm chốt ở huyện như thế này, người dân được xã đến đón. Rồi nhỏ hơn nữa là các ấp tới đón khi họ đã về xã để làm thủ tục. Mọi việc đều diễn ra nhanh chóng để giảm tải mệt mỏi cho người dân sau một hành trình dài. Bây giờ cũng 1 giờ mấy rồi. Trong địa phương huyện cũng có đón tiếp. Thì hành trình từ Đồng Nai về tới đây, anh em đón tiếp rất là chu đáo, rất là nhiệt tình. Kiên Giang cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã và đang đón một lượng rất lớn người lao động trở về do dịch COVID-19. Bên cạnh những chuyến trở về có tổ chức, cũng có nhiều người dân tự phát trở về quê bằng xe máy nên tạo áp lực lớn trong việc kiểm soát dịch của các địa phương. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam đang cơ bản từng bước được kiểm soát và bắt đầu thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Nhiều người dân có nguyện vọng được trở về địa phương. Và trước tình hình này, nhiều địa phương đã lên phương án đón người dân trở về quê hương, đồng thời có các giải pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh phía Nam đang cơ bản từng bước được kiểm soát và bắt đầu thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Nhiều người dân có nguyện vọng được trở về địa phương. Trước tình hình đó, nhiều địa phương đã lên phương án đón người dân trở về quê hương, đồng thời có các giải pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả. Quảng Trị sẽ tiếp tục đón khoảng 700 người về quê bằng phương tiện tàu hỏa. Các tổ công tác đặc biệt sẽ đón người dân tại ba ga Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Bình Dương và Long Khánh, Đồng Nai. Đoàn công tác từ Quảng Trị sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 10 để đón bà con và dự kiến về Quảng Trị chiều ngày 17 tháng 10. Tàu sẽ về đến ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Những người được ưu tiên về quê lần này gồm phụ nữ mang thai, người đi chữa bệnh, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và người lớn tuổi đi thăm người thân. Hiện Quảng Trị có khoảng 200 học sinh thuộc các cấp học do đi thăm người thân hiện mắc kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Các ngành chức năng tại Quảng Trị đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đưa bà con đi cách ly theo quy định. Ngày hôm nay mùng 9 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết địa phương sẽ tiếp tục triển khai chương trình đón công dân về Huế từ các tỉnh, thành phía Nam. Dự kiến trong 2 ngày, 13 và 15 tháng 10, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đường sắt Việt Nam bố trí 2 chuyến tàu đưa hơn 1.200 người dân về từ các tỉnh, thành phía Nam. Đối tượng ưu tiên vẫn là thai phụ, người yếu thế, người già, học sinh kẹt tại vùng dịch. Trước đó, địa phương này đã tổ chức 5 đợt đón công dân bằng phương tiện máy bay, tàu hỏa cho hơn 1.200 công dân hồi hương trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 10, 2021. Liên quan đến thông tin, địa phương sẽ xử phạt người về tự phát từ vùng dịch, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định đây chỉ là khuyến cáo và đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa xử phạt bất cứ trường hợp nào. Đối với những người dân về Huế tự phát bằng xe máy, trong thời gian qua, tỉnh vẫn đón tiếp và bố trí cách ly tập trung theo quy định. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, để chuẩn bị cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng bắt đầu trở lại học tập,
ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng lộ trình ngừng hoạt động đối với các bệnh viện dã chiến thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm nay. Riêng các bệnh viện dã chiến ở khu tái định cư Thủ Thiêm sẽ dừng hoạt động vào cuối tháng 12. Đây là những bệnh viện đã được đầu tư hệ thống oxy lỏng, giường hồi sức để đảm trách việc tiếp nhận F0 nặng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện thành phố trong thời gian vừa qua và sẽ tiếp tục hoạt động để các bệnh viện dã chiến khác ngừng hoạt động theo lộ trình. Khi giải thể, các bệnh viện dã chiến của thành phố, các bệnh viện dã chiến của các quận huyện vẫn duy trì đảm trách tiếp nhận các trường hợp F0 khi không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Và tính đến ngày 8 tháng 10 đã có 15 bệnh viện dã chiến quận huyện đi vào hoạt động với tổng quy mô gần 7.000 giường. Cộng đồng doanh nghiệp vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bỏ quy định có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính định kỳ 7 ngày một lần đối với công nhân, chuyên gia khi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Theo các doanh nghiệp, nếu quy định này không được gỡ bỏ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm đi rất nhiều, làm tăng chi phí không cần thiết và tạo áp lực tâm lý rất lớn cho các thành phần liên quan khi đối diện với nguy cơ lây nhiễm chéo khi xét nghiệm. Dù đã được trở lại làm việc hơn 10 ngày nay, tuy nhiên đối với chị Nhân cũng như một số công nhân khác gặp không ít khó khăn khi phải có giấy xét nghiệm âm tính mỗi lần qua chốt kiểm soát giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đều đặn mỗi tuần 2 lần, xét nghiệm là một khoản chi phí lớn đối với những công nhân như chị, dù doanh nghiệp hứa sẽ hỗ trợ sau. Ban giám đốc cũng hứa là phải hỗ trợ có phần test đó chị em công nhân, thì các em công nhân cứ yên tâm mà test và sẽ hỗ trợ lại cái chi phí đó, một phần nào đó cho chị em công nhân. Là một doanh nghiệp may mặc có trên 3.000 lao động, với 2 xí nghiệp sản xuất đặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này phải dừng gần như hoàn toàn các hoạt động sản xuất ở một xí nghiệp tại tỉnh Bình Dương với gần 1.500 lao động vì không gánh nổi chi phí xét nghiệm âm tính cho công nhân. Em thấy đó là cái sự hy sinh rất lớn về cái kinh doanh, cái lợi nhuận. Hàng tháng, hàng năm thì cứ mỗi ngày nhà máy tạo ra trên dưới 50.000 đô nhưng mà phải dừng lại. Và nếu nói về tổng thể của công ty là mất cả triệu đô nhưng mà vẫn chấp nhận hy sinh để chọn giải pháp an toàn cho người lao động. Cái xét nghiệm á, theo quy định của các tỉnh đó, thì rất khó. Nếu đi làm mà phải đóng tiền xét nghiệm liên tục thì coi chừng nó không có hiệu quả. Cho nên á, công ty cũng như hiệp hội đề xuất á, là giảm những cái quy định về đi lại cho nó thông thoáng hơn. Đầu tháng 10 có trên 6.000 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đăng ký hoạt động trở lại. Nhu cầu lao động ước lượng cần khoảng 34.000 người, dự kiến đến cuối năm cần trên 70.000 lao động. Bộ phận trực tiếp sản xuất vẫn là một cái bộ phận mà thiếu mà chúng tôi cần phải bổ sung rất là nhiều. Trong số thiếu đó nó bao gồm cả những người đi về tỉnh mà không quay trở lại. Hiện bên đây thì chúng tôi đang có khoảng chừng 50% cái lực lượng lao động trực tiếp, thì chúng tôi phải tuyển dụng thêm như vậy là một nữa cái lực lượng lao động trực tiếp nữa thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất ngày Tết của công ty chúng tôi. Ngành chế biến lương thực thực phẩm theo cái thống kê ban đầu thì thiếu vào khoảng 1.000 công nhân, thì như vậy cái số đó thì chúng tôi có báo cáo đến ủy ban và xin một cái cơ chế là sẽ phối hợp tại ủy ban dân thành phố với các cái tỉnh mà có công nhân. Chúng tôi rước công nhân trở về thành phố để ổn định cái sản xuất cho doanh nghiệp. Việc thiếu hụt nguồn lao động đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành Nam Bộ, ở hầu hết các ngành, nhất là ngành sử dụng nhiều lao động. Vì vậy, dù cao điểm dịch vừa đi qua, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành lân cận đã trở lại trạng thái bình thường mới. Nhưng việc còn nhiều quy định trong thủ tục đi lại là rào cản khó khăn cho doanh nghiệp trong tìm kiếm nguồn lao động. Trở lại kinh doanh buôn bán sau giãn cách, thị trường mặt bằng kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh đang có những dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên cũng xuất hiện những tranh cãi giữa chủ thuê và khách thuê và những vấn đề pháp lý do tình thế dịch bệnh đặt ra. Ví dụ như là vụ việc yêu cầu giảm giá hoặc miễn phí tiền thuê trong giai đoạn giãn cách giữa công ty cổ phần Thế giới Di động và các chủ cho thuê mặt bằng dẫn đến nhiều tranh cãi về mối quan hệ giữa chủ thuê và khách thuê vốn dĩ đã có nhiều bất đồng. Đây là công văn đơn phương yêu cầu các chủ mặt bằng phải giảm giá 70% tiền thuê hoặc miễn phí luôn của công ty cổ phần Thế giới Di động. Công văn này cũng yêu cầu nếu đã thanh toán thì sẽ cần trừ vào những tháng tiếp theo. Giữa lúc nhiều chủ nhà chưa kịp phản hồi thì mới đây lấy lý do đến hạn thanh toán mà chưa nhận được phản hồi của bên cho thuê, đơn vị này tiếp tục gửi tới hậu thư
yêu cầu các chủ nhà cho thuê phải trả lời giảm giá hoặc thanh lý hợp đồng, khiến không ít chủ nhà bức xúc. Làm cái gì cũng phải có lý có tình, chúng tôi cũng phải đi vay ngân hàng để cho các anh thuê, nhưng mà ngân hàng đâu có giảm lãi với chúng tôi đâu. Theo các luật sư, công văn này của Thế giới Di động mang tính áp đặt, không đúng tinh thần của sự thỏa thuận trong hợp đồng. Điều này nhiều khả năng sẽ không đi đến sự đồng thuận và khả năng tranh chấp giữa các chủ mặt bằng và công ty cổ phần Thế giới Di động là khó tránh khỏi. Em thích dùng iPhone bằng Android. Với công văn này thì chủ nhà có thể đồng ý hoặc không đồng ý và tiến hành khởi kiện ra tòa đơn phương chấm dứt hợp đồng. Và đồng thời đề nghị tòa án áp dụng cái biện pháp khẩn cấp tạm thời, đó là cấm hoặc thực hiện một cái hành vi nhất định liên quan đến cái mặt bằng đang cho thuê theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Theo công ty Prozy, các chủ cho thuê mặt bằng đang gặp rủi ro không kém người thuê bởi việc hình thành mặt bằng để cho thuê hầu hết là vốn góp hoặc vay ngân hàng. Trong khi lãi vay của các nguồn không giảm, thì chủ cho thuê phải đối mặt với giá thành cho thuê giảm cao nhất đến 50%, thấp nhất là 18%, thậm chí là những yêu cầu giảm giá mặt bằng 100% vô lý như Thế giới Di động, khiến thị trường đang tăng trưởng âm, nhà đầu tư mặt bằng để kinh doanh có nguy cơ phá sản. Nhiều nhà đầu tư mặt bằng kinh doanh cũng đang tìm cách rút khỏi thị trường do giá mặt bằng kinh doanh đang bị khủng hoảng và thói quen giao dịch không tiếp xúc mua hàng trực tuyến được hình thành trong đại dịch. Và khách thuê cũng đã tự tìm cho mình những cái mặt bằng nhỏ hơn, xa trung tâm hơn để có cái mức giá thuê thấp hơn rất nhiều. Rõ ràng, việc thống nhất để tìm ra tiếng nói chung mới chính là giải pháp để phục hồi và phát triển sau dịch.